Chào người mới channel mình. Mình là Kia Ma. Thì sau chuỗi ngày lặn hụp trên YouTube gần 1 năm kể từ ngày đầu tiên mình học vẽ bá rau á, thì mình đã phát hiện ra một cái cò dùng để vẽ cỏ. Phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Thì nói một cái video của họa sĩ nước ngoài thôi, cũng có hai hay ba, hình như là ba ông họa sĩ nước ngoài mình đã thấy sử dụng cái cách tạo rết cỏ này để vẽ cỏ. Nhưng mà ở Việt Nam mình hiện tại chưa có ai làm, nên thì mình sẽ giới thiệu là các bạn cái cách tạo rết đó bằng tiếng Việt để cho các bạn dễ hiểu hơn thôi, để giúp cho các bạn có cái công cụ vẽ cỏ siêu đỉnh luôn. Trước khi chúng ta đi vào cái cách để tạo cái cỏ đỉnh của đỉnh đó, hiện ta đi tới cách xưa giờ thầy vẽ đó, là các bạn lên mạng sẽ tìm một cái rết cỏ là nó có cái xếp hình giống như cỏ. Mình ví dụ ở đây mình có một cái cỏ mà giống như kiểu cái chân gà, mình hay gọi vui là cỏ chân gà nè đó. Thì vẽ cái cỏ này thì có hai vấn đề. Thứ nhất là khó vẽ đẹp, cái thứ hai là nó không tự nhiên. Ngoài ra nó còn lâu nữa chứ. Ví dụ các bạn xem luôn, ví dụ như đây đi. Đầu tiên ví dụ mình đây mình có cái đồi cỏ đi. Đó, thì giờ mình sẽ vẽ cái phần viền này trước nè. Rồi có thể là mình sẽ cho nó sáng lên một chút lên vẽ cái phần cỏ mà kiểu nó hứng ánh sáng à. Cái phần bên ánh sáng chiếu vào á. Rồi xong mình sẽ cho màu nó tối đi một chút. Mình sẽ vẽ cỏ bên phía ngược lại. Phía mà khuất ánh sáng phía tối à. Rồi ví dụ vậy đi. Cách này cũng được dành cho những bạn nào mà kiểu như những ai mà có kinh nghiệm vẽ nhiều á, vẽ lâu năm rồi á, thì vẽ bạn đừng để ý phần hình to này. Bạn nhìn cái thumbnail bên này nè, tức là nhìn cái thumb thì nó cũng ra được cái đám cỏ rất là đẹp đúng không, nhưng mà nhìn kỹ thì nó hơi bị thiếu tự nhiên. Ngoài ra kiểm soát phần này cũng khó nữa đó. Mà các bạn trọng nhất vẫn là thiếu tự nhiên với lâu thôi. Mình vẽ ở đây nhanh là mình vẽ ẩu, có thể bạn vẽ kỹ hơn sẽ đẹp hơn, nhưng mà cái cảm giác nó thiếu tự nhiên á. Thì mình sẽ có cái cách để chúng ta vẽ cái cỏ nó tự nhiên hơn, nhanh hơn và đỉnh hơn. Thì chúng ta vẽ như thế nào? Mình áp dụng cỏ này thôi, các bạn có thể dùng cái hình cỏ khác để bạn vẽ thì nó cũng như vậy thôi. Thì cái cách vẽ thông thường chúng ta sẽ vẽ một cái phần viền của nó, chúng ta vẽ cái mảng sáng để hiện cỏ cái phần cỏ hướng ánh sáng, chúng ta vẽ tối cái phần cỏ hướng tối thôi. Ở đây mình sẽ tới cái công cụ cái rết cỏ đi, cái cụ thể luôn cho dễ hiểu. Thì cái này nó sẽ có hai bước. Bước đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái rết cỏ là siêu đỉnh. Cái thứ hai là chúng ta sẽ vẽ một cách đỉnh của đỉnh. Đó, bạn nào mà coi không hết video là điều hối tiếc nha. Ráng coi tới hết video thì bạn mới có cách vẽ đỉnh của đỉnh nha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo rết. Dành cho những bạn nào chưa bao giờ tạo rết thì tạo rết đơn giản lắm. Bạn tạo cái file mới cho mình. Mình tạo đây ngàn nhân ngàn thôi, tạo to quá cũng không có tác dụng gì. Đó, kế tiếp bạn cần vẽ một cái xếp. Cái xếp là cái hình dạng của cái cỏ. Mà lấy cỏ nào vẽ cũng được, vẽ màu dùng màu đen nha. Mình có màu đen nè. Rồi, tôi vẽ một cái lá cỏ. Cái này tùy thôi. Bạn thích cỏ kiểu nào thì bạn vẽ lá cỏ kiểu đó. Thì mình thích cỏ kiểu nó hơi tính chất game một chút à. Nó kiểu nó phải rõ ràng mà nó hơi đắt nét, tại vì nó thiên về hướng game nhiều hơn. Rồi ví dụ ở đây đi. Warp lên tí. Rồi, mình có một cái lá cỏ. Xong rồi bạn bấm control, bạn chọn vào cái layer này cho mình. Đó. Xong rồi bạn chọn edit nè. Define rest reset. Đó, thì nó sẽ sell cái rết đó cho bạn. Ví dụ mình sell ở đây là có một đi, có bay đi, bay là cái căn bản thôi. Rồi tắt nó đi, bạn bấm phím B, bấm dùng phải là chọn cái cỏ đó. Ở đây nó sẽ, bạn sẽ có cái cỏ như thế này. Nhưng mà dày thì sao vẽ lại cỏ được, tao phải chỉnh thông số một chút. Chỉnh ở đâu thì bạn có thể vào Windows rết hoặc bấm phím F5, nó sẽ hiện ra cái bản rết cho bạn như thế này. Thì đầu tiên cái ở cái bảng rest tiếp xếp nè, chúng ta sẽ tăng cái basing chút, cỏ nó không có mọc sát nhau là tăng cái basing chút cho nó cách xa nhau ra chút. Rồi kế tiếp bạn vào cái mục skeleton nè,
Caster chứ, Catherine nè. Đó. Cái mục này nó sẽ tạo cái độ mà ngẫu nhiên á. Đó. Thì cái đầu tiên nó sẽ tạo cái độ bung. Đó. Mà đừng to quá, bạn tạo độ bung vừa phải thôi nè. Nó sẽ có cái mẫu cho bạn xem bên này. Đó. Bung cỡ này mình nghĩ chắc cũng được rồi. Kế tiếp là này số lượng thôi, nhiều hay ít. Còn cái counter này là cái độ thưa thôi, mình chỉnh vừa phải, không nên thưa quá. Rồi, dù tầm này đi. Đó là hiện tại sẽ có được một cái mảng rồi đó. À, những cái phần này thì một lát ở cuối video mình sẽ để những cái bản chỉnh này lên cho các bạn có thể chỉnh theo y chang mình. Và trong quá trình xài thì các bạn có thể tăng giảm cái thông số này để ra được cái mảng cỏ vừa ý các bạn. À, cái tiếp bạn bấm vào cái phần control nè. Bạn chọn band resource cho mình. Là tùy theo áp lực cọ, bạn nhấn nhẹ hay nhấn mạnh thì nó sẽ ra khác nhau. Đó, kế tiếp ta sẽ vào cái shape dynamic. Ở đây nó sẽ có những cái bảng thông số. Đầu tiên là cái size. Mà bạn vẫn chọn band resource, bạn kéo cái medium này về cho mình. Nên khi mình nhấn nhẹ thì nó sẽ nhỏ, mình nhấn mạnh thì nó sẽ to thôi. Đó, tùy theo lực nhấn của bạn. Rồi. Cái này nó sẽ chỉnh cái độ nghiêng. À, nên cho nó nghiêng một chút cho tự nhiên, chứ cây cỏ nào nó cũng mọc thẳng hết thì nó lại thành cái cỏ chân gà nãy. Phần này nó độ to nhỏ chúng ta không nên, giống như cái cộng to cộng nhỏ, to nhỏ xen kẽ mà bạn chỉnh vừa phải thôi, chúng ta không nên chỉnh cái độ to nhỏ nó thay đổi quá nhiều. Đó. Đầu tiên phần size, bạn chỉnh cái này thì nó có cái size như thế này. Đó. Nó độ thưa độ gần thôi. Cái này thì cũng khó giải thích. Bạn vào bạn chỉnh và bạn vẽ thử thì bạn sẽ cảm giác được tốt hơn. Rồi ví dụ vậy. Kế tiếp còn một nữa là một chamfer, bạn click vào chamfer cho mình. Chọn y như thế này, band resource 000. Đó thì bạn sẽ ra được cái như thế này. Này mình sẽ vẽ cho bạn xem. Đó nó sẽ tùy theo lực nhấn của chúng ta sẽ có bãi cỏ. Bạn vẽ nào cái bãi cỏ nó sẽ có cái nhiều cái sắc độ trên nó luôn. Nó sẽ tạo cái cảm giác tự nhiên cho các bạn. Đó, đấy là xong một cái cách để tạo rết cỏ rồi đó. Với cái này thì bạn sẽ có cái rết thì mình xóa cái phần, mình tắt cái phần này đi. Tạo cái layer mới. Đó, ví dụ giờ đầu tiên cũng là mình vẽ cái viền trước. Tại vì phải vẽ cái viền để cho nó hiển thị cái viền của cái shape á, nó sẽ tạo cái cảm giác nó là cái chất liệu đó. Nếu bạn không vẽ cái viền thì bạn có render về mặt sao thì nó cũng sẽ không ra được cái chất liệu đó nhiều nhất. Rồi. Thì tương tự giờ dù mình sẽ chọn màu sáng lên chút để vẽ cái mảng cỏ sáng chẳng hạn. Đó. Nhưng mà khi chúng ta vẽ nó sẽ có nhiều sắc độ ở trên đó luôn, nó không phải là đơn sắc như cái chỏ chân gà nữa. Đó, vừa vẽ vừa nhấn nhả cái rết chút. Đó. Rồi màu tối chẳng hạn, tối một chút. Đó, vẽ mà nó sẽ ra được nhiều lớp nhiều tầng luôn. Các bạn không phải lo lắng mà vẽ nhìn nó thiếu lớp thiếu lan này nọ hả. Rồi tao thì vẽ cái này lan vô cái kia một chút, cỏ nó đang xen vô nhau á, nó không mọc thành mảng thẳng hàng như sông bóng đá nha. Cỏ mà bạn muốn tự nhiên á thì thường nó sẽ mọc xen vào nhau, cỏ này cỏ kia nó sẽ xen tại nó không có đồng đều á, kiểu vậy. Rồi. Rồi, đơn giản vậy thôi, chúng ta sẽ vẽ được cái nó nhiều lớp hơn. Như hàng ở đây mình cho nó vàng hơn một chút nè. Đó, bạn có thể vẽ thêm một vài chỗ cho nó có cỏ kiểu như nó non á, nó có màu tươi hơn là những cái cỏ già thì nó sẽ có màu sậm hơn một chút chẳng hạn. Đó, rất là dễ vẽ, vẽ cực nhanh luôn. À, ngoài ra thì bạn có thể dùng cái shape khác. Ở đây là mình dùng một cái cọng cỏ mà dạng nghiêng, giống như cỏ mọc mà bị gió thổi nó hơi nghiêng qua, vẽ cái tranh của bạn tạo cảm giác là có gió. Như mình đây là gió thổi từ bên trái qua bên phải nè, nó cảm giác là gió đang thổi từ bên trái qua bên phải thì cọng cỏ nó bị cong á. Cái này bạn có thể bạn học những cái chiêu, những cái này nó giống như là nó không thể hiện ra bề mặt như khi bạn xem video, nhưng mà sĩ khác bạn để ý những cái đó, họ nói những cái từ đó rất là hay, những cái mà để bạn tạo cái cỏ mà tạo cái cảm giác trong tranh nó nhiều hơn là bằng vẽ tranh một cái đơn thuần bằng cái rết thẳng rồi đó, nó không có cái cảm giác gọi là rồi sao tranh của bạn bị tĩnh á, bằng vẽ cái tranh mà cảm giác tranh của bạn động á, nó có gió có hơi thở có trong tranh á thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ở ngoài ra bạn có thể dùng cái khác, ở đây mình sẽ có một cái sau khi bạn có được cái này xong rồi bạn sale lại cho mình nha, mình quên. Các bạn vào cái bản F5 nè,
nhấn F5 á, bạn nhấn vô trong cái mũi tên kế bên đây nè, mũi tên với ba gạch xuống, bạn new red reset đó, cái này có một nha hả, thì bạn mới có được cái nó sẽ lưu lại cho bạn cái thông số luôn nha. Đó, chứ không là bạn không có lưu lại á, thì nó sẽ vẫn là cái đầu tiên thôi, cái mà bạn mới tạo như thế này nè. Đó, thì sau khi các bạn có được cái đó rồi thì bạn có thể xóa cái bay kia đi, mình thì nó giờ mình xóa đi. Ngoài ra thì trước đó mình có tạo cái hình dạng khác đó, đây cũng là cái chân gà. Bạn nào mà thích cỏ như mình thì bạn có thể tạo cỏ một chiều, hoặc là bạn tạo cỏ chân gà thì nó vẽ cũng y vậy thôi. Đó, chỉ là cái shape nó khác thì nó sẽ đưa ra một cái cảm giác, cái bãi cỏ nó sẽ khác thôi, chứ cái nguyên tắc vẽ thì nó cũng vậy thôi, cái cách tạo đó thì nó sẽ xài áp dụng cho mọi cái luôn thôi, ví dụ vậy. Tối một chút nè. Bạn thích cỏ kiểu nào thì bạn tạo cái shape kiểu đó thôi. Mình thì vẽ cho game nhiều nên cái cỏ mà kiểu kia thì nó hay sử dụng hơn. Bạn nào vẽ cho kiểu như vẽ background anime hoặc background thì kiểu minh họa, người ta có thể dùng những cái shape lạ, shape độc đáo để vẽ ra cái thảm cỏ. Như cái này chúng ta chỉ vẽ cái cỏ dạng cái thảm cỏ thôi, sau đó bạn trang trí trên đó, ví dụ như bông hoa hoặc là bướm ong gì đó, hoặc là những cái cỏ có hoa hoặc là những cái cỏ cao như dân đó, ví dụ bạn có thể trang trí thêm những cái cỏ cao hay những cái lá cây vậy như thế này đó, ở tiền cảnh hạn tiền cảnh cho nó tối nhất. Ở đây mình không có cái lá cây của mình thôi. Đây đó, ví dụ như sau khi bạn vẽ sạch xem nữa xóa hết này, các bạn có thể vẽ thì chọn thêm những cái rết khác mình trang trí thêm cho nó. Lấy vô phía trước này cho thêm một vài cái bụi cây um tùm nha hả. Đó, thì thêm thắt vô thì nó tự nhiên, còn cái rết đó nó chỉ tạo cái thảm cỏ thôi. Rồi, thì đây là cái cách tạo cái rết cỏ mà để chúng ta vẽ nhanh hơn rất là nhiều và nó dễ vẽ hơn nữa. Còn lại vấn đề còn lại chỉ là kiểm soát màu sắc thôi. Và sắc độ. Kế tiếp mình sẽ nói về một cách vẽ cỏ đỉnh hơn. Cái cách này là chưa, chúng ta sẽ có một cách khác đỉnh hơn, và chúng ta không cần phải tạo cái rết mới đâu, chúng ta vẫn xài cái cỏ mà chúng ta vừa tạo khi nãy thôi. Rồi, cách này chúng ta không xài cái rết bình thường. Cái rết chúng ta phím B, chúng ta sẽ có bốn cái rết ở đây, thì chúng ta không xài cái rết tool, chúng ta sẽ xài cái mixer rết tool. Rồi, để xài cái mixer rết tool này bạn cần nhớ một vài điều cho mình. Đầu tiên là cái chọn màu của nó nằm ở đây rồi nha. Ví dụ các bạn xem, ví dụ mình tạo cái layer đây, mình bích vô đây, nó không có màu gì ở đây, cái màu của mình bên cái bảng màu vẫn là màu xanh, ô này không có màu gì, tức là mình sẽ không vẽ ra được cái gì hết, tức là nó chỉ vẽ ra được cái màu ở trong cái ô này thôi, nó không vẽ cái màu theo cái ô mà bạn chọn nha. Cái ô bên này nè, nó màu gì thì bạn vẽ được màu đó. Cái tiếp bạn nhớ là hai cái này đều tích cho mình, nếu như bạn tắt một cái hoặc tắt hai cái thì cũng bấm lời hết cả hai cho mình. Ok. Còn một điều nữa, đối với tùy những cái loại rết khác nhau mà chúng ta sẽ xài những thông số khác nhau. Riêng đối với cái rết cỏ này của mình á, thì bạn chỉnh thông số như mình là 0, quét 0, loát 100 và flow 100. Rồi, đó là thông số cần chỉnh. Kế tiếp á, để xài rết này á, ta phải chọn màu cho cái ô này. Thì chúng ta có cách chọn màu đơn giản, thì bạn chọn màu ở đây thôi. Bạn chọn màu ô này, nó sẽ tự nhảy vào đây và bạn sẽ tự vẽ ra được cái màu đó thôi. Nhưng mà vầy thì không có đỉnh gì hết, vầy thì nó là y chang như cái cách mà xài rết bình thường, không có xài mixer rết tool. Vậy mixer tool nó sẽ có cái gì hay, đó chính là nó sẽ vẽ không chỉ một màu mà nó vẽ nhiều màu cho các bạn luôn. Cách vẽ đầu tiên, các bạn sẽ tạo một cái màu cho nó, các bạn tô một cái ô vuông hình chữ nhật đó, đại loại kiểu hình chữ nhật như vậy cho mình. Thế là bạn chọn màu bạn muốn, ví dụ em muốn màu xanh thì mình sẽ tô màu xanh như đây trước. Rồi mình quay lại cái rết thường. Kế tiếp mình sẽ chọn dùng màu xanh này, chọn cái rết mờ. Mình sẽ làm cái radiant, tại mình muốn vẽ gọng cỏ của mình nó có nhiều màu, nó có chuyển màu á. Cái mixer tool này giúp cho bạn vẽ cái gọng cỏ có nhiều màu, chứ thay vì bạn chọn màu nào vẽ màu đó thì bạn chọn một cái nhiều màu, bạn vẽ ra cái gọng cỏ bạn sẽ có cái độ chuyển màu theo ý của bạn luôn. Đó, ví dụ như mình sẽ cho nó sáng lên và cho màu vàng ở khúc trên này. Đó, gọng cỏ mình phần ngọn sẽ hơi vàng và cái phần ở dưới sẽ hơi, cái phần gốc nó sẽ hơi sẫm màu, hơi tối. Đó này chút. Phần gốc sẽ hơi sẫm màu, hơi tối. Phần ngọn thì nó sẽ hơi hơi sáng và nó hơi thiên về vàng một chút. Cỏ non à. Rồi, mình sẽ có một cái ở đây.
Ok. Mình sẽ bắt đầu chọn cái con mid của bạn. Bạn chọn con mid cho mình, Mr. Retool. Sau đó bạn giữ Antalet, nó hiện ra cái giống như cái dấu tầm nhắm nè, bấm vô ô màu này. Các bạn nhìn thôi nè, nó nhận full vậy là bạn vẽ nó sẽ chỉ nhờ vẽ theo giống vậy thôi. Mình vẽ cho bạn xem nè. Đó. Nhưng mà tốt nhất để đẹp thì bạn chỉnh cái size cọ lớn lên. Bạn chỉnh tới nào mà trong cái ô màu này nó hiện vừa đúng cái phần màu bạn chọn thì bạn sẽ vẽ được cái gồng cọ đúng như vậy, tức là cái gồng cọ bạn nó sẽ chuyển màu từ tối tới sáng giống vậy luôn nè. Đó. Công việc bây giờ là bạn cần bê vô đây thôi. Đây mình sẽ thử vẽ một cái trên đây cho bạn xem. Ghê chưa? À, bạn sẽ vẽ ra cái thảm cỏ cực đỉnh, ví dụ mình chọn cái rết khác, cái rết chân gà của mình. À, mình sẽ vẽ ví dụ như cái rết chân gà của mình. Đẩy thằng này lên trên chút. Đó. À, bạn sẽ có cái thảm cỏ, một cái cọng cỏ của bạn cực kỳ tự nhiên. Cái cách này thì vẽ cho game xài rất là nhiều, tại vì game cần một cái độ sắc nét, cái độ tươi màu á. Bạn có thể dùng màu xỉn hơn, nhưng mà game thì thường nó sẽ cần sắc nét hơn là bạn vẽ theo kiểu mà background, bạn vẽ theo kiểu bút pháp thì nó sẽ không cần sắc nét nhiều, nhưng mà cái này vẽ cho game thì nó rất là hay xài. Đó, bạn sẽ vẽ được thảm cỏ như thế này. Đó. Còn lại chúng ta cần vẽ vô tranh thôi. Đó, giờ mình tắt này đi, tạo lấy giờ mới nha. Đầu tiên sẽ vẽ cái viền, cho cò nhỏ lại. À, bạn nên nhớ là cái gì ở xa thì nó sẽ nhỏ, và ở gần thì nó sẽ to. Đó, mình sẽ vẽ cái viền này trước. Rồi, đó, giờ sẽ vẽ tiếp đây thôi. Ở xa thì nhỏ, ở gần thì to, đơn giản. À, bạn vẽ ra nó sẽ có lớp cho bạn luôn. Đó, rồi, sau đó bạn tăng size cò lên một chút. Ví dụ mình đây 50 nè, mình sẽ tăng lên khoảng 70 để mình vẽ cái, hồi 60 thôi. Mình sẽ vẽ cái lớp cò bự phía trước. Đó, bạn vẽ theo cái đường cong của cái đồi á, cho nó tự nhiên. Rồi, giờ mình sẽ tăng cái này lên một chút. Đó, khoảng 70, 80. Rồi mình tăng lên chút nữa thì mình vẽ mấy cỏ phía ngoài này. Đó là ta sẽ có được cái thảm cỏ rất là đã hay là đỉnh rồi. Đó, mình tạo cái layer nữa hay mình cho cái mình lấy lại cái này chứ. Quên. Cái cò này chúng ta phải chọn cái này chứ chúng ta không chọn màu bên kia được. Màu này nó hơi bị sáng à. Mình di thằng này lên. Mình sẽ cho nó hơi tối xuống một chút. Bạn nhớ là bạn chỉ chọn màu được khi mà bạn chọn cái layer này thôi nha. Còn nếu như bạn chọn layer khác bằng bích vô á là nó sẽ không có màu, ví dụ luôn nè ha. Bằng bích vô thì ô này sẽ không nhận. Bạn phải chọn cái layer có cái đó, có cái màu của bạn á thì bạn mới chọn được màu đó. Rồi. Mình sẽ vẽ một cái tiền cảnh vô cho nó, ví dụ như thảm cỏ ở phía trước nè. Rồi. Trong này thì bạn bất kỳ lúc nào bạn có thể vẽ màu tối hơn hoặc sáng hơn tùy ý của bạn thôi. Cái này mình sẽ cho tối một chút chẳng hạn. Và bạn đổi màu cũng được luôn. Ví dụ mình cái này mình sẽ đổi một cái màu khác vàng hơn chút nè. Cho nó vàng hơn. Rồi, chọn nó thôi. Vàng hơn đi. Cỏ này nó hơi bị khét rồi. À, ví dụ vẽ ở đây thảm cỏ hình chữ Aki chẳng hạn. Đó, mình cho nó nằm dưới này luôn. À, bạn hãy dùng cách này. Thường trong game nó sẽ hay xài cái rết kiểu này. Đây. Bây giờ cho nó phối cảnh chút, xa, nhỏ, gần, to. Rồi thì mình tắt lại đi. Thì đây kết thúc video thì mình đã giới thiệu các bạn cái cách để tạo cái rết cỏ và cũng như là cái cách để chúng ta sao ta, để bạn sử dụng cái mixer rết tool để vẽ cỏ thay chúng ta xài rết thông thường. Cách này giúp cho bạn vẽ cỏ rất là nhanh, và khi bạn mà làm cho những công ty game thì nó lại khi bạn hay được yêu cầu vẽ theo kiểu này thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là sắc nét á, nó không có bị nhòe nhòe. Chúng ta đây như phía sau này nè, thường ta vẽ bách rau nó sẽ hơi bị nhòe nhòe, cái này nó không rõ ràng á. Thường trong game thì chúng ta cần cái gì đó rõ ràng. Thì video hôm nay kết thúc, thì tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye.